Thưa quý vị và các bạn, Ban biên tập hộp thư nhận được đơn thư của bà Nguyễn Thị Thoa, thôn Phần Lâm, xã Đào Dương, huyện Ân Thi. Nội dung đơn thư phản ánh về vụ việc. Tranh chấp tài sản tại thôn Ngọc Châu, xã Quang Vinh, huyện Ân Thi giữa bà Thoa và anh Khánh đã được Tòa án Nhân dân tỉnh xét xử phúc thẩm tại bản án số 36 ngày 9 tháng 12 năm 2009. Tôi gửi lên từ năm 2010 đến giờ là 20 rồi. Mà việc thì nó đơn giản như thế mà làm sao mà tôi vẫn chưa đòi được quyền lợi. Theo đơn thư công dân, phóng viên chuyên mục hộp thư đã có buổi làm việc với đại diện lãnh đạo chi cục thi hành án dân sự huyện Ân Thi và được biết, trên tinh thần để hai bên đương sự tự nguyện thi hành vì bà Thoa là dì ruột của anh Khánh. Theo bản án, anh Khánh phải trả bà Thoa 196 m² đất và phá dỡ toàn bộ công trình trên phần đất phải giao. Tuy nhiên, khó khăn trong thi hành án là có gian nhà 35 m² của anh Khánh nằm trên đất phải giao và năm 2014, bà Thoa đồng ý cho phần đất này. Tuy nhiên, một khó khăn nữa dẫn đến kéo dài việc thi hành án là tháng 2 năm 2017, anh Khánh bị cảm chết. Hiện nay, chị Nguyễn Thị Lụa là vợ đang hưởng thừa kế và chịu trách nhiệm tiếp tục thi hành bản án. Trao đổi với phóng viên về chủ trương của chi cục trong việc giải quyết dứt điểm vụ việc, ông Nguyễn Trung Tịnh, chi cục trưởng chi cục thi hành án dân sự huyện Ân Thi cho biết. Năm 2010 thì chúng tôi đưa cái phương án này là cái án trọng điểm của ban chỉ đạo thi hành án, mà ban chỉ đạo thi hành án giao cho chi cục có một cái vụ việc này làm sao phải tập trung giải quyết, phấn đấu là giải quyết trong quý 3 của 2020 để làm sao giải quyết dứt điểm bản án. Thiết nghĩ bản án đã có hiệu lực pháp luật, việc thực thi trên tinh thần tự nguyện, nếu các bên cố tình không thi hành thì rất cần sự vào cuộc một cách cương quyết của các cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.